Vào đúng dịp Tết Nguyên đán, Riot lại tung ra một loạt nội dung mới của phiên bản 6.5 trên máy chủ BBE. Thật đáng tiếc là đội ngũ bọn mình lại đang kỳ nghỉ Tết nên không kịp cập nhật. Rất mong là anh em thông cảm nhé. Hôm nay bọn mình sẽ ngay lập tức chuyển đến cho anh em mọi thông tin mới nhất. Và cũng vì làm gấp nên nếu có sai sót gì, anh em bỏ qua cho nha. Bản cập nhật này có một loạt tộc hệ và tướng mới, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu ngay sau đây. Xin lưu ý là hiện mọi thứ đang thử nghiệm nên một số thông tin có thể sẽ thay đổi liên tục. Bọn mình sẽ cố gắng cập nhật chính xác nhất có thể nha. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Phần 1. Tộc hệ mới. Thanh lịch. Tướng thanh lịch nhận thêm máu và sức mạnh phép. Ngẫu nhiên một tướng thanh lịch trong cửa hàng sẽ được chọn làm VIP. Khi rót trận, chúng được cường hóa kỹ năng. Mỗi thời điểm, một người chơi chỉ có thể sở hữu duy nhất một VIP. Bán tướng đang có sẽ khiến chúng xuất hiện lại trong cửa hàng. Mốc 3, 150 máu, 15 AP. Mốc 5, 450 máu, 45 AP. Mốc 7, 800 máu, 80 AP. Các tướng thanh lịch gồm Ren, 1 vàng. Syndra, Talon, 2 vàng. Leona, 3 vàng. Draven, 4 vàng. Zeri, 5 vàng. Công nghệ. Khi bắt đầu trận và sau mỗi 5 giây, loại công nghệ sẽ nạp năng lượng cho tất cả các tướng công nghệ, cho chúng một lớp khiên tồn tại trong 4 giây. Khi đang có khiên, đòn đánh thường gây thêm sát thương phép, khiên không thể cộng dồn. Mốc 2, 200 khiên, 10 sát thương phép. Mốc 4, 300 khiên, 40 sát thương phép. Mốc 6, 600 khiên, 80 sát thương phép. Mốc 8, 1000 khiên, 140 sát thương phép. Các tướng công nghệ: Nocturne, Javan, 1 vàng. Swain, Sejuani, 2 vàng. Lucian, 3 vàng. Alista, Sivir, 4 vàng. Tiến công. Tướng tiến công nhận thêm AD. Mốc 2, 40 AD. Mốc 4, 75 AD. Mốc 6, 110 AD. Các tướng tiến công: Javan, 1 vàng. Rek'Sai, 2 vàng. Gunna, 3 vàng. Irelia, Sivir, 4 vàng. Đối thủ. Chuyển đổi từ chị em. Các đối thủ hoạt động độc lập chỉ có thể kích hoạt nội tại khi chỉ có một tướng trên bàn cờ. Vi được giảm mana tối đa đi 20. Jinx nhận 30% tốc đánh trong 3 giây khi hạ gục kẻ địch. Bố già. Khi bắt đầu trận, ngay lập tức tăng cho hai đồng minh trước mặt 40% mana tối đa của họ. Tướng bố già là siêu khô, 5 vàng. Thần tượng. Thêm mới mốc 5. Tất cả chỉ số của ô hào quang tăng gấp đôi. Phần 2. Tướng mới. Tướng 1 vàng. Bren, pháp sư, thanh lịch. Bren tung cầu lửa vào kẻ địch gần nhất, gây 100, 150, 200 sát thương phép trong 4 giây. Nếu kẻ địch đang bị đốt, chúng nhận thêm 150, 225, 300 sát thương phép và bị choáng trong 1, 1,5, 2 giây. Khi trở thành VIP, Bren tung hai cầu lửa về phía hai kẻ địch xa nhất. Javan, công nghệ, tiến công. Javan cắm cờ tăng cho các đồng minh gần đó 40, 50, 60% tốc đánh trong 5 giây. Nocturne, công nghệ, sát thủ. Nocturne gây hoảng sợ kẻ địch, khiến chúng bị choáng trong 2, 3, 4 giây và nhận 200, 300, 400 sát thương phép. Tướng 2 vàng. Syndra, thanh lịch, học giả. Syndra ném mục tiêu ở gần về phía kẻ địch xa nhất, gây 250, 350, 650 sát thương phép lên tất cả những kẻ trúng chiêu, đồng thời làm choáng mục tiêu chính. Khi trở thành VIP, vùng tác động của kỹ năng lớn hơn và những mục tiêu trúng đòn sẽ bị hất tung trong 1,5 giây. Talon, thanh lịch, sát thủ, kỹ năng không đổi. Khi trở thành VIP, sát thương của Talon được chuyển thành sát thương chuẩn. Sejuani, công nghệ, đấu sĩ, cảnh binh. Sejuani ủi vào kẻ địch, gây 300, 450, 750 sát thương phép, làm choáng mục tiêu trong 2, 3, 4 giây. Sau đó cô cường hóa bản thân trong 4 giây, nhận 80, 120, 200 giáp và kháng phép. Rek'Sai, đột biến, đấu sĩ, tiến công. Rek'Sai đớp mục tiêu, gây 175% sát thương vật lý và đánh cắp 30, 40, 60% giáp và kháng phép của chúng. Ashe, băng đảng, xạ thủ. Ashe bắn ra 5, 7, 9 mũi tên theo hình nón trước mặt. Mỗi mũi tên gây 100% AD và giảm 25% tốc đánh của địch. Corki, Yordle, liên xạ. Corki bắn một quả tên lửa về phía mục tiêu, phát nổ gây 250, 300, 500 sát thương lan lên tất cả mục tiêu trong tầm. Tướng 3 vàng.
Lucian, công nghệ, liên xạ. Lucian lướt xa ra khỏi mục tiêu hiện tại, rồi bắn 2, 3, 4 phát lên kẻ địch gần đó. Mỗi phát gây 200, 220, 300 sát thương phép. Gna, Yordle, thần tượng, tiến công. Trong lần dùng chiêu đầu tiên, Gna chuyển hóa thành dạng cận chiến, nhận 700, 1250, 1800 máu, đồng thời giảm 30 mana tối đa. Mỗi lần tung chiêu tiếp theo, Gna ném đá về phía mục tiêu xa nhất trong tầm kỹ năng, gây 190, 195, 200% AD cơ bản, cộng thêm 200, 300, 500 sát thương vật lý lên tất cả mục tiêu trên đường nó lướt qua. Tryndamere, hóa kỹ, thách đấu. Tryndamere chém xoáy về phía mục tiêu xa nhất, gây 150% AD cơ bản, cộng thêm 80, 120, 240 sát thương vật lý lên tất cả mục tiêu trên đường lướt qua. Sau đó hắn cường hóa 3 đòn đánh thường tiếp theo, gây thêm 50% sát thương. Senna, thần tượng, thuật sư. Senna bắn một tia đạn khổng lồ về phía mục tiêu, gây 175% AD lên tất cả kẻ địch trúng đòn. Với mỗi mục tiêu bị bắn trúng, Senna sẽ chuyển hóa 50% sát thương gây ra thành máu hồi cho đồng minh thấp máu nhất, cộng thêm 100, 150, 200 máu. Morgana, băng đảng, thuật sư. Morgana tạo cho bản thân 450, 650, 900 khiên trong 3 giây, sau đó trói buộc tất cả kẻ địch trong phạm vi 2 ô, gây 150, 225, 325 sát thương phép. Nếu lớp khiên không bị phá vỡ trong thời gian hiệu lực, tất cả kẻ địch sẽ bị choáng trong 2, 2,5, 3 giây. Nếu khiên bị vỡ, Morgana hồi lại 50 mana. Leona, thanh lịch, vệ sĩ, kỹ năng không đổi. Khi trở thành VIP, mỗi giây Leona hồi 5 máu với mỗi kẻ địch hướng về phía mình. Tướng 4 vàng. Khazix, đột biến, sát thủ. Khazix nhảy về phía kẻ địch xa nhất, gây 175, 175, 200% AD, cộng thêm 130, 160, 400 và khiến mana tối đa của mục tiêu tăng thêm 50% cho đến khi chúng dùng kỹ năng. Raven, thanh lịch, thách đấu. Raven xoay dìu, cường hóa đòn đánh thường kế tiếp khiến nó gây thêm 140, 150, 400% AD, cộng thêm 125, 200, 700. Dìu xoay sẽ văng trở lại vị trí Draven. Nếu hắn bắt được dìu, đòn đánh lại được cường hóa tiếp. Draven có thể tích trữ tối đa 2 dìu xoay cùng lúc. Khi trở thành VIP, Draven nhận tầm đánh vô hạn và đòn đánh bỏ qua 30% giáp của mục tiêu. Alistar, công nghệ, khổng lồ. Alistar hút xuyên qua mục tiêu hiện tại, đẩy văng nó ra sau. Sau đó hắn dậm đất, hất tung tất cả mục tiêu trong 2,5, 3, 6 giây và gây 200, 300, 600 sát thương phép. Khi kết thúc, Alistar khiêu khích tất cả kẻ địch ở gần. Sivir, công nghệ, tiến công. Trong 5 giây tiếp theo, Sivir tăng thêm 50, 65, 150% tốc đánh và đòn đánh thường sẽ nảy thêm 4, 5, 9 lần, gây 60% sát thương. Irelia, tái chế, tiến công. Irelia đâm kiếm vào mục tiêu, gây 180% AD, cộng thêm 100, 150, 500. Nếu mục tiêu bị hạ gục, Irelia đâm kiếm một lần nữa vào kẻ địch thấp máu nhất. Ahri, băng đảng, pháp sư. Ahri tung quả cầu theo đường thẳng, gây 175, 225, 400 sát thương phép cả hai lần cầu đi và về lên tất cả kẻ địch trúng chiêu. Ahri sẽ tung thêm cầu với mỗi lần cô ta dùng kỹ năng trong ván đấu. Renata, hóa kỹ, học giả. Renata giải phóng một đám mây hóa chất độc hại về phía đám đông kẻ địch. Kẻ địch trúng chiêu bị giảm 25% tốc đánh và chịu 65, 90, 225 sát thương phép mỗi giây trong vòng 15 giây. Sát thương độc có thể cộng dồn. Vi, cảnh binh, đối thủ, đấu sĩ. Vi tạo cho bản thân 300, 400, 900 khiên và đầm xuyên mục tiêu cùng các kẻ địch ở sau, gây 175, 250, 500 sát thương phép. Lần tung chiêu thứ 2, Vi lướt xuyên qua mục tiêu, gây cùng lượng sát thương. Lần tung chiêu thứ 3, Vi hất tung mục tiêu lên không rồi đập xuống đất, gây 350, 500, 1000 sát thương phép lên tất cả kẻ địch trong vùng ảnh hưởng. Tướng 5 vàng, Jerry, thanh lịch, xạ thủ. Đòn đánh thường của Jerry sẽ bắn ra 5, 30 phát đạn. Mỗi viên đạn gây 15% AD của Jerry, cộng thêm 15, 25, 124 sát thương phép lên mục tiêu đầu tiên chúng phải. Kỹ năng, Jerry cường hóa bản thân trong 6 giây, sau đó cô nhắm vào kẻ địch xa nhất và lướt đi sau mỗi lần bắn. Trong thời gian cường hóa, đòn bắn thường xuyên qua và gây sát thương lên mọi mục tiêu trên đường bay. Khi trở thành VIP,
thời gian kỹ năng sẽ kéo dài đến hết ván đấu. Siêu cô, bố già, học giả. Siêu cô tiêm hóa chất lên 1-1-5 đồng minh có lượng máu thấp nhất, khiến họ tăng thêm 100% máu tối đa và 120-180-666% tốc đánh trong 8 giây, đồng thời miễn hiệu ứng khống chế trong thời gian tác dụng. Khi hết hiệu lực, đồng minh được cường hóa sẽ nổ tan xác, gây 300-450-5000 sát thương phép lên các mục tiêu ở gần. Và đó là những thay đổi về tướng và tộc hệ của phiên bản giữa mùa 6.5. Chưa hết đâu, còn một loạt nâng cấp Hextech cũng được bổ sung nữa. Mình sẽ gửi đến các bạn ngay trong video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em.